Quang xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho đêm nay và ngày mai, thứ ba, ngày 27 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua Nam Trung Bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa nhiều nơi, rải rác có mưa vừa đến mưa to và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Khu vực phía Bắc tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông sẽ là nơi mà hình thái thời tiết vừa nêu thể hiện rõ rệt nhất. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 15 đến 25 độ C, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Khu vực phía Đông tỉnh bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 29 độ và ngưỡng thấp nhất là 18 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết, ảnh mây vệ tinh, những vùng mây dông đang phát triển trên khu vực huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh. Những vùng mây này sẽ gây mưa rào và dông cho khu vực nói trên, sau đó có thể lan sang khu vực thành phố Bảo Lộc và huyện Đam Rông, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ kèm theo mưa đá, tố, lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá, cấp độ 1. Hình thái thời tiết tương tự với khu vực phía đông tỉnh, khu vực phía nam tỉnh gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm cũng sẽ có nhiệt độ dao động từ 18 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam tỉnh gồm các huyện Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Những cơn mưa cũng xuất hiện vào chiều và tối, lượng mưa tương đối lớn, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Thưa quý vị, làm nông nghiệp quy mô lớn với giống chuẩn, quy trình canh tác chuẩn cho ra những sản phẩm có chất lượng đồng đều đang là hướng đi của nhiều nông dân. Trong chương trình 365 ngày chuyển động phát sóng ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm một khu vườn đang canh tác sầu riêng với quy mô lớn, cũng hướng tới mục tiêu xây dựng sản phẩm OCOP. Khép lại chương trình là phần dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cùng bản nhiệt độ tại các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.